trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Có lẽ bây giờ tất cả quý vị và các bạn đang chờ đợi xem hai cặp đôi ngày hôm nay như thế nào. Họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hả Mang. Trên ngành vũ khí em thì bao gồm cả kho bom. À, có kho bom. Tại vì chưa được chơi với bom bao giờ, không biết nó sao. Con gái giống bố là chỗ là làm gì của nguyên tắc. Mong cô là cho con cơ hội để làm quen với bạn. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào đồng chí. Rồi, em hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Bùi Thị Quế. Quê em ở đâu? 26 tuổi. Quê gốc thì ở Nghệ An chị, còn gia đình thì hiện tại đang ở Gia Lai. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. À, gốc ở Nghệ An hả? Dạ. Ở, giờ ở Gia Lai, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nửa lấy chồng về Biên Hòa. Nói vậy để thấy có sự liên quan bên đây, hình như ở Biên Hòa đúng không? Dạ em chào anh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em là Tăng Văn Thủy, quê ở Thanh Hóa. Em sinh năm 89, em đang làm việc tại sân bay Biên Hòa. Thấy chưa? Nhìn là biết làm sân bay Biên Hòa rồi. Sao anh biết hay vậy anh Linh? Đồng phục của các đồng chí không quân hả? Dạ vâng. Rồi em nói cụ thể về công việc của mình đi em. Dạ em hiện tại là kỹ thuật trưởng chuyên ngành vũ khí hàng không ạ. Vũ khí hàng không? Dạ. Vũ khí hàng không nó khác với vũ khí mặt đất như thế nào em? Vũ khí ở trên không thì có rất nhiều loại, cũng như bom, tên lửa, rocket, pháo. Mình ở gần kho bom không? Dạ, hiện tại trên ngành vũ khí em thì bao gồm cả kho bom. À, có kho bom. Thông báo nha, có kho bom. Em nghe nãy giờ em có sợ không em? Dạ, cũng một chút rồi chị. Sợ gì em? Tại vì chưa được chơi với bom bao giờ, không biết nó sao. Trời ơi, em thích chơi với bom luôn hả? Dạ. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Em nói về cái điểm yếu của em trước ạ. Em rất là nóng tính, giống như là bố em vậy đó. Có những cái vấn đề nó rất là nhỏ, nhưng mà em không vừa lòng thì em có thể làm cho nó trở nên căng thẳng hơn. Hơi căng à nha. Tật xấu nữa là thức rất là khuya. Thức khuya làm gì? Dạ, lướt Facebook đó chị. Trời đất dạ. Ơi. Tại nguyên ngày đi làm đâu được lên Facebook đâu. Dạ, tối về xem tình hình dân tình nó như thế nào. Mai mốt bạn về sẽ lướt Facebook xem tình hình không quân Nguyên Hòa thế nào. Còn điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng khá là hòa đồng, dễ dàng làm quen với mọi người và thoải mái trong giao tiếp. Một người con gái năng động ha. Dạ. Rồi mời bạn Thủy. Thế mạnh, thế yếu của mình là gì? Nếu mà em đọc ra thì cũng nhiều nhiều ấy. Thôi đọc thử coi. Dạ. Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội, bạn bè trong đơn vị tin yêu quý mến. Có điểm yếu nào không? Em không thích về tin học, điện tử liên quan máy tính ấy. Cũng không yêu thể thao lắm. Nhưng mà em chơi, có thể chơi thể thao được. Bơi cũng khá tốt ạ. Nhưng mà không thích thể thao. Dạ. Yeah. Thì là em sử dụng Facebook là yếu lắm đúng không? Dạ, cái đó cũng rảnh. Thay vì yếu điểm của em thì em thích là làm việc nhà nhiều hơn. Thích dọn dẹp hoặc là nấu nướng nhiều hơn. Nấu nướng được luôn hả? Được chứ, các đồng chí này thì được huấn luyện qua môi trường quân đội á, thì anh nghĩ rằng là rất là chín chắn. Tình trường của em sao Thủy? Dạ, hiện tại em cũng trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình chính thức đầu tiên ấy, thì mối tình trời đánh á. Trời đánh là sao em? Mối tình trời đánh trời. Mối tình xét đánh. Trời ơi, xét đánh được. Kiểu như lúc đó là hai người cũng thích nhau, chớp thoáng qua thôi, cũng không nói gì cả, tự ai điền đấy. Mối tình đánh nó lẹo ha. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình em quen ở như trường Nha Trang, là bạn ở Sài Gòn còn em ở như Nha Trang. Khoảng giữa năm 2 thì em có vào trong Sài Gòn, tức là cả năm mình về nhà có một lần, được nghỉ phép một lần. Là lúc bấy giờ bạn cũng nghỉ hè, bạn ở trọ một mình, em cũng vào ở như thế 15 ngày. Nhưng mà nói thì cũng hơi khó. Không người tin, nhưng mà thật ra bạn em cũng không có hứa làm gì. Không có làm gì hết. Dạ. Sao ở chơi lâu vậy mà không làm gì? Dạ, lúc bấy giờ em nghĩ là nếu mà chưa thành vợ chồng ấy, mình mà lỡ làm gì người ta sao mà có vấn đề này này kia rồi mình khó nghĩ, để khổ người ta mình cũng thấy tội. Không? Rồi bây giờ nếu như làm quen được cô này rồi có làm gì cô không? Dạ, trường hợp của là vợ thì có thể. Trời ơi. Cô gái này run rồi. Cô... Bình tĩnh em, chị đang ở bên cạnh em. Dạ. Không có gì lo hết.
Dạ. Sau khi nghe chia sẻ của anh Thủy thì em thấy có những cái mà đã hợp với những cái tiêu chuẩn của em rồi. Vậy hả? Cái nào hợp? Cái nào hợp? Bớt run rồi chị. Cái nào hợp là nấu ăn, làm việc nhà. Còn cái vụ mà không có làm gì hết thì em thấy hợp không? Dạ hợp chị. Hợp luôn hả? Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào hả em? Về ngoại hình không mập, không ốm, không hói. Không mập thì là có, không ốm cũng có, không có hói. Được. Cao thì khoảng 1m7 trở lên. Cao nhiêu, cao nhiêu? Thủy ơi. 1m8, 1m8. Sao ở dưới mấy anh cười dữ vậy? Không quân chắc cao ạ. Trời. Rồi gì nữa em? Về tính cách gì ạ? Em muốn tìm một người mà hội tụ các yếu tố như là yêu, hiểu và chia sẻ. Nếu như mà đã yêu nhau rồi mà không có chia sẻ cho nhau á thì đó là một điều thiệt thòi cho cả hai bên. Ừ. Dạ. Ba mẹ em có dặn dò gì không? Dạ có ạ. Tuổi thì hơn em khoảng từ 1 đến 7 tuổi. Có, hơn nhau 2 tuổi. Được. Vậy hợp rồi. Nãy giờ em nhắc đến ba em rất là nhiều. Thế ba em làm nghề gì? Trước đây thì bố em có đi bộ đội. À. Nhưng mà sau chuyển từ Nghệ An vào Gia Lai á thì bố lui về phía sau để nhường cho mẹ em đi làm công tác xã hội. Ồ, chuẩn người của bạn trai là như thế nào Thủy ơi? Em cũng không có hình mẫu gì cả, mà em thấy là bạn dễ nhìn là được, cũng không cần cao mà cũng không cần xinh lắm. Đơn giản vậy thôi. Dạ vâng. Đến qua anh xem đằng gái như thế nào. Dạ. Chào em. Chào xinh anh ạ. Dạ. Chắc dư chuẩn bên kia rồi phải không? Chuẩn. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Tính gia trưởng. Có không Thủy? Em cũng không có tính đó. Gì nữa em? Ghen tuông vô cớ anh ạ. Có ghen không Thủy? Dạ có chứ anh. Ghen. Có ghen. Bên đó ghen là mệt lắm đó. Nhưng không vô cớ. Ghen là bom mà. Bom lưu đạn rồi. Là gì nữa? Em thấy như vậy là đủ rồi. Em nhìn mấy thấy anh không quân ngồi dưới đẹp trai không? Dạ nãy em lên là ngợp lắm rồi. Ngợp lắm. Nay đàn trai hoành tráng quá. Hoành tráng quá. Để được rồi Thủy. Dạ. Anh thấy ổn ấy. Trời. Lỏng khổng vậy cưng. Mới vô hơi ốm. Mấy anh nó ép quá không cho ăn uống hả? Lý do chính là em người miền Bắc thì vào trong này em cũng không ăn được thực phẩm trong mình. Chưa ăn thực phẩm, chưa quen. Nữa là em chắc lắm không có thích ăn thịt nhiều. Sao thấy ốm yếu quá vậy? Chắc lắm à. Có sức khỏe không? Dạ cũng tương đối. Phải đi anh này một cái chứ đi hùng hậu quá hết đất cưng. Mai lên biên hòa biết nha cưng. Em khởi động 10 cái. Khởi động thôi đó nha. Hay quá. 3, 4. Ốm thì không hề yếu. 6, 7. Cái thứ 11 ụp mặt luôn. Hay quá. Trời ơi. Thấy chưa? Được. Cho hỏi một câu cuối là về. Bây giờ bên đây cổ không thích nấu ăn bếp núc lắm thì em có hỗ trợ làm cho cổ luôn được không? Dạ cái đấy thì em thích làm. Cổ ăn thôi, cổ khỏi nấu. Có khả năng cũng phải phụ giúp em một chút thôi. Bạn vào xem TV hay bạn ngồi lướt Facebook mà em nấu cơm. Hình ảnh nó khó coi lắm ha. Dạ. Được rồi. Bắt đầu mình gặp gỡ hai bên đi nha. Mình gặp đàn gái trước đi. Nguyên đàn gái hôm nay mình đi với ai cơ? Dạ, em đi có mẹ, dì. Vâng, xin chào hai MC dễ thương. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Với bố mẹ thì Quế lúc nào là một đứa con hoàn thiện. Nữ công gia chánh cũng biết hết. Giỏi. Nói là nóng nhưng mà không phải nóng đâu. Nhưng mà con gái giống bố là chỗ là làm gì cũng nguyên tắc. Tính là làm, mà làm đến nơi đến chốn. Về bạn trai ấy, cũng được. Người Thanh Hóa tức là cùng miền Trung thì dễ hiểu cho nhau. Khi mà đã xác định đến với nhau thì cũng nên tạo điều kiện, hiểu cho hoàn cảnh của nhau, công việc của nhau. Hai con nên cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Bạn trai bố chào thì... bác gái đi em. Thủy. Dạ, con chào cô. Thứ nhất là hôm nay đến đây mới đầu thì bọn con cũng lên đây chủ yếu là cũng mới biết được về cái phần cứng của nhau thôi. Phần cứng ở đây là về cái quê quán, gốc gác, phần không thay đổi tên tuổi rồi. Phần mềm chút biết. Dạ, phần mềm là cái suy nghĩ, tư tưởng, tính cách. Mong cô là ủng hộ con và cho con cơ hội để làm quen với bạn. Cho hỏi con ở Thanh Hóa ở huyện nào ạ? Dạ con ở Hậu Lộc ạ. Uh-huh. Cảm ơn con. Rồi mời đàn trai. Tôi xin kính chào hai MC. Xin giới thiệu là tôi là Nguyễn Minh Bình. Hôm nay rất vui được dự cái số đầu tiên mà liên quan đến bộ đội. Đây là một cái dịp rất là hay để tìm hiểu giao lưu cũng như là để các bạn kẻ có cái cơ hội đến với nhau. Và đặc biệt là người lính. Dạ. Mải mê cầm súng quên mất hết cả tình cảm. Thì bộ đội thì có thể toát được cái đầu tiên là trong rất là nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc. Đồng chí nào trải qua cái quá trình rèn luyện thì cũng đều thế cả. Bộ đội là bởi vì sống là toàn con trai với nhau cả. Rất dễ hòa đồng và cái tình cảm sống ở chân thành. Thế còn riêng chỗ đồng chí Thủy là một đồng chí là bên vũ khí.
thực ra vũ khí hàng không có nghĩa là mình chỉ là trang bị cho máy bay để đi chiến đấu. Nên chúng ta đòi hỏi cái tính chất nó phải cẩn thận, tỉ mỉ. Nên đây là một trong những cái yêu cầu rất là cao, thì cái này cũng rất cần thiết cho gia đình sau này. Anh nhận xét về cô bạn gái này như thế nào anh? Nếu mà nhận xét thì chỉ nói nếu như tôi mà trường hợp chị Thủy cách đây 10 năm thì chắc là tôi không có ý kiến gì cả. Dạ. Nhất trí 100%. Rất là cá tính, rất là vui vẻ. Mà đó là hình mẫu này thì có nghĩa là rất là tuyệt vời. Dạ, à, mình đơn vị đi đông quá, đám cưới có hỗ trợ gì không anh? Đám cưới đi ngoài cái chuyện tình cảm anh em lỡ ra thì đơn vị có cả mấy cả bao nhiêu cái xe. Dạ. Nếu mà đám cưới thì rất là hoành tráng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi mời anh. Xin cảm ơn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là Phong, anh họ của Thủy. Thì cũng nói thêm là về gia đình Thủy là bố mất sớm, cho nên là cũng tự lập từ nhỏ. Thứ ba với qua bạn gái bên này là tính cách là về rất hợp với nhau. Thủy thì tính thật thà, hiền. Mà bạn ấy nóng tính thì không phải lo chuyện đấy, bởi vì là rất là hiền. Thứ hai nữa là thích nấu ăn. Thế nên bạn mà không thích nấu ăn thì không lo, bởi vì Thủy nó thể dành cho việc nấu ăn ở đấy. Dạ. Lúc đấy cho mình thấy là rất là hợp nhau rồi. Rồi, cảm ơn anh. Yên tâm nha em nhé. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ. Em nhờ có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh. Sau khi kéo bức màn lên thì thấy bạn là một khá xinh gái. Dạ em cảm ơn ạ. Thấy bạn chia sẻ là cũng nóng tính. Mình thích người nóng tính một chút. Nhìn đâu dưới đó vậy? Nhìn đây nè, nhìn bạn gái ta xinh muốn chết, nhìn đâu dưới hoài vậy? Anh nhìn em có gì lo lắng sợ hãi sao mà anh cứ cầu cứu đồng đội vậy ạ? Tại vì mình cũng tính hay ngại lắm. Anh với em nha, cho nó tình cảm. Vâng. Mình anh, trời ơi. Anh có thể hỏi em một câu được không? Dạ anh hỏi mấy câu cũng được anh. Dạ. Em suy nghĩ về vấn đề một chút hai quê. Đi lại rồi thăm nom gia đình. Đôi khi là phép của mình đi cũng có giới hạn. Công việc của bạn mà đôi khi là nghĩ nhiều cũng không có tốt. Vậy em hỏi ngược lại anh nha. Anh có sẵn sàng chia sẻ với em khi mà cái vấn đề đó tới không? Vấn đề đang nói. Dạ, đúng. Cái đó mình đặt ra câu hỏi với bạn là mình... Bạn nữa. Anh đã suy nghĩ đến vấn đề đó rồi. Quê em gốc là Nghệ An, nhưng mà bố mẹ và họ hàng thì hầu hết là ở Gia Lai rồi. Ngày nghỉ tuần ấy, rảnh mình về thăm ngoại, còn nghỉ dài ngày mình về thăm nội. Nghe cái đó thì hợp lý rồi. Dạ. Yêu nhau nè, là hẹn hò bạn sao? Bạn đang ở dưới Sài Gòn. Dạ, em ở quận Thủ Đức. Gần mà. Gần mà. Trước khi mà em chuyển về Sài Gòn ấy, thì em làm việc ở Vincom Biên Hòa ấy, cũng gần chỗ sân bay của mình. Dạ. Yeah. Yeah. Mình sợ xuống nhiều bạn ghét, nên là khả năng tuần xuống 3 lần thôi. Được rồi em. Dạ, anh xuống trong tuần thì báo trước là được ạ, còn cuối tuần không sao cả. Anh có thích đi xem phim trong rạp không? À, cũng có được đi một lần, nhưng mà... À, có thích. Anh có em thích. Không có thích. Không thích ạ? À? Tại vì á, nếu như mà xem phim á, rất là tốn thời gian. Một bộ phim tới gần 2 tiếng, mình đã là không có thời gian cho nhau rồi. Thì dành 2 tiếng đó vào việc khác để trò chuyện với nhau thì chắc tốt hơn là đi coi phim. Chị thì em thích trò chuyện ở đâu? Chỗ nào sáng á chị? Trò chuyện ở đâu em? Cũng nhiều chỗ. Có thể là đưa bạn vào trong trung đoàn chơi. Trời, hẹn gì trung đoàn? Đừng có nói tôi là ngày hẹn đầu tiên dẫn vô kho bom nha. Dạ không có. Nói chung là mấy cái khoản hẹn hò là mình cũng không có đi nhiều, cũng ít đi. Nên là có gì bạn hướng dẫn cụ thể mình. Bạn nói sao mình nghe vậy? Em nói sao anh nghe vậy? Em gái yên tâm đi, anh đâu có làm gì đâu. Anh không làm gì hết á. 15 ngày đó em. Bây giờ tính tới chuyện kế hoạch hôn nhân rồi con cái sau này đi. Em thì mẹ cũng dục nhiều. Về tinh thần thì em cũng chuẩn bị rồi. Nhưng mà về điều kiện kinh tế thì em cũng chưa có tốt lắm. Khoảng... năm rưỡi 2 năm nữa vừa. Đấy, mục tiêu sao? Của em cũng là 3 năm nữa. Hơi dài ha. Dạ, còn về con gái thì em thì cũng thích hai con thôi. Em thích con gái không thích con trai. À, sao vậy anh? Quý mấy đứa nhỏ cháu nhà toàn con gái nhiều. Hằng ngày giống ở với con trai không hả? Thấy con trai quậy quá đó. Gái dễ thương lắm em ơi. Bạn... Anh còn gì cứ hỏi ạ. Anh hỏi bao nhiêu câu thì em sẽ hỏi lại bấy nhiêu câu, không sao đâu. Quan điểm tình yêu hai người như thế nào? Nói chung là... Này sao em nhìn ở đâu không? Em không nhìn cổ vậy trời. Ngại mà nhát. Xưa giờ ta huấn luyện trong môi trường quân đội cơ mà. Ít có tiếp xúc với phụ nữ đẹp thế này á. Anh hiểu mà. Thôi giờ dậy đi, đứng lên, đứng lên. Xin thủ trưởng cho hai người nắm tay cơ. Không, đứng quay mặt vô nhau. Rồi nắm hai tay luôn.
Rồi bây giờ nha, mình nhìn nhau trong vòng 30 giây để cảm nhận. Bắt đầu. 30 giây bắt đầu nha anh. Thủy nói gì đi Thủy. Mình gặp bạn thì cũng thấy bạn xinh gái, dễ thương, có chút tình cảm cũng quý bạn. Dạ. Bạn hoài thì hy vọng là anh muốn cầm tay anh đúng không? Em thấy cứ sắp sát vô không à. Anh cầm tay anh để cho đỡ run. Run quá nè. Rồi nắm tay bạn đi. Hát một bài hát mà anh nghĩ rằng là em hay hát trong môi trường quân đội đó. Dạ. Mạnh mẽ lên nào Thủy. Em xin phép hát một đoạn trong bài Nhánh Lan Rừng. Rồi nhìn cô, nhìn bạn gái hát chưa? Anh hát tặng em bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở nhưng cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi trên nụ cười trên đôi môi của anh. Hay. Hay quá, nhưng mà giọng rất là đúng hay rồi. Rất là ấm áp, rất là truyền cảm. Không hiểu sao mà ngồi xuống đây được rồi đó, ngồi xuống cho bình tĩnh thôi. Em cảm nhận nghe giọng hát của anh như thế nào? Nhưng mà sao đây, phụ nữ đẹp sao rung dữ vậy? Em thấy anh hát hay. Hay. Dạ. Cũng là bài hát mà bố em rất là thích. Dạ. Ồ vậy hả? Thì em muốn hỏi anh Thụy một câu. Dạ. Anh có ngại không khi mà em có rất là nhiều bạn thân khác giới hoạt động tình nguyện ấy, nên là có thể ăn chung, ngủ chung, hoạt động chung với nhau. Ngủ chung nè hả? Ngủ chung tập thể anh. Nói chung nghe thì cũng hơi kỳ chút, nhưng mà tập thể mà đi tập thể thì cũng chẳng có vấn đề gì, là một cái. Thứ hai nữa là cái đó là cái sở thích của bạn thì bạn cũng có thể đi. Em anh yeah. Anh cũng vấn đề đó, anh suy nghĩ cũng thoáng lắm. Có cái gì đó mà nó cảm giác như anh không vừa lòng thì anh sẽ nói xem, nếu mà rút kinh nghiệm được hoặc là nghe được thì em không nghe được nữa thì cũng thôi kệ, anh cũng không có ý nữa, là sao có thế mà đi cũng được. Chỉ cần anh sẵn sàng chia sẻ cho em biết cái suy nghĩ của anh, cái quan điểm của anh để cả hai cùng hiểu nhau hơn là được, cũng không đến nỗi như anh nghĩ đâu. Dạ. Chỉ hỏi khó em vậy thôi, nhưng em trả lời rất là tuyệt vời. Cô ấy không có đi đâu, quen em rồi thì ở nhà chơi với em thôi nha. Thôi mình nói một câu gì đi, cảm nhận của bạn như thế nào với bạn gái? Sau khi nắm tay bạn nãy giờ thì em cũng thấy rung nhiều lắm. Hy vọng em cho anh một cơ hội để mình tiến tới xa hơn. Hy vọng anh cũng cho em cơ hội để hiểu hơn về tất cả mọi thứ của anh. Ghê chứ, sẽ hiểu hơn tất cả mọi thứ về anh, phần cứng lẫn phần mềm. Và bây giờ sau những phút chúng ta trò chuyện với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm rất chuẩn xác và rất đồng bộ. Lắng nghe cái tiếng bấm này, hai bên cùng một lúc, không có chênh nhau một chút. Đúng nào. Đúng rồi, cùng nhịp. Rất hay. Hãy nắm tay nhau nào các bạn. Nắm tay đi. Hôn nhau đi. Dạ không. Mà cho. Nè cho không nè. Tay bây giờ lên chứ. Đó mẹ nói mạnh dạn lên kìa. Dạ, thế con xin phép cô. Phải vậy chứ đúng không em? Anh có thích các trò chơi cảm giác mạnh không? Anh chơi được hết. Anh rất muốn em sẽ trở thành bạn gái của anh. Cô đó có trả lời của anh. Thôi trả lời, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Thôi cũng thông cảm, cô gái cũng hơi e ấp một chút xíu, khi mẹ cho phép thì cô mới dám. Sợ mẹ thôi đúng không? Dạ, cũng được. Không phải là mình ép đâu cô. Đây là một trong những cái điều mà cô Linh nghĩ rằng nó hết sức là quan trọng trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xin mời. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. À, chúng ta giới thiệu về mình đi. Mời em ngồi. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Quốc Hoàn. Năm nay em 31 tuổi và hiện nay em đang công tác tại ngành doanh trại tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay, trung đoàn 935 tại Biên Hòa. Mời em.
Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh phía bên kia rèm và chào quý vị khán giả. Vâng, em xin là chào Hoàng em. Thị Cẩm Trương, 25 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Em đang làm công việc gì cưng? Dạ hiện tại là em đang làm công tác đoàn. Những điểm mạnh và điểm yếu của em? Dạ, điểm yếu của em là thường là dễ xúc động. Có chuyện gì buồn là thường là em hay giấu. Đó là chưa tìm được người chia sẻ. Hy vọng hôm nay sẽ có người chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống ha. Dạ vâng. Rồi, điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung cái gì em cũng muốn biết một chút. Từ nhỏ là em ở với ba mẹ nên thành ra là cũng hay làm việc nhà. Rồi, vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Khuyết điểm của em là trong giao tiếp có phần em hơi nhút nhát, hơi bừa bộn. Còn sở trường thì chắc là ca hát. Hay quá. Hát một bài nào không khí làm luôn một bản đi em. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Cảm nhận của em như thế nào? Có cái gì đáp lại nhà trai không? Em thấy là ảnh hát rất là hay. Mà em hát thì chắc không hay bằng. Bây giờ mình sẽ mong muốn tìm nửa yêu thương của mình thế nào? Tính cách thì người đấy vui vẻ, hòa đồng, yêu trẻ con. Còn về ngoại hình thì có khuôn mặt ưa nhìn, cao thì từ 1m5 đến 1m62 thôi. Không quá gầy, không quá mập. Chuẩn luôn. Bạn gái, mình thích người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình, nói chung cũng ưa nhìn chứ. Cao hơn em từ 5 phân trở lên là được. Em cao nhiêu? Dạ em cao sẽ 1m60. Đây xong, xong lầm. Tiếp. Dạ, biết chia sẻ, quan tâm người khác, ăn mặc lịch sự. Rồi biết cách nói chuyện chút, tại vì ba em á, biết cách nhìn người. Khi nói chuyện với ba em mà ăn mặc lịch sự, biết cách nói chuyện thì xíu. Lấy lòng được ba em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Không được nóng tính, không hút thuốc. Có nóng tính có hút thuốc không em? Nóng tính thì em không, nhưng mà cái hút thuốc là có. Bớt bớt chút nha, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vâng, em cái đấy là em biết. Anh làm trong bộ phận gì? Chuyên ngành của em là sửa điện nước ở trong đơn vị đấy. À, vậy hả? Dạ. Khỏe không anh? Con bắt em hít đất, em yếu lắm. Không có con chuột gì vậy anh? Em chèo cột điện chết rồi. À, vậy hả? Thôi nói chứ em cũng không dám làm khó mấy anh đâu. Bắt hít đất nữa, mất công hồi, trời ơi khổ lắm. Khỏe mà, đừng có lo. À, em gái dễ thương quá. Cái điều mà quan trọng ở bạn trai là gì? Biết quan tâm chia sẻ. Đứng là phải cao nghe. Chúc cho đó. Tôi lo thử cái này nghi mà vậy? Em ăn dài cao quá, em ăn gian quá. Không dễ thương thì thấy được rồi. Hôm nay em có đi với ba mẹ gì không? Dạ em đi với các anh chị trong chỗ làm của em ạ. Xin chào các anh chị MC và ban tổ chức chương trình. Tất cả những cái yêu cầu mà bạn Hoàng đặt ra, tôi thấy là Trương rất là phù hợp. Trương rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm và rất là dễ thương. Và đặc biệt là cô ấy rất là thích con nít. Các cái chương trình mà khoa học vui cho con nít là Trương tham gia đặt hết cái tình cảm của mình vào mỗi chương trình. Với bạn Nam á, thì mình thấy cũng khá là chín chắn. Và đặc biệt á, là công tác trong ngành quân đội. Thì ở gia đình của Trương là từ ba mẹ, anh chị, em cho đến rể rồi này, đều là trong quân đội hết. Thì đây cũng là một cái lợi thế của bạn. Cũng nên cho cơ hội. Cảm ơn anh. Mời thủ trưởng của Hoàng. Dạ em xin phép được chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin phép được chào toàn thể các vị khán giả. Xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Đình Tám, trợ lý tuyên huấn ban chính trị của Trung đoàn 935. Trước hết là về nhận xét về hai bạn, đặc biệt là về bạn gái thì bạn gái rất là dễ thương. Qua cảm nhận đầu tiên thì bạn là người chân thành. Và đặc biệt là cái công tác nghề nghiệp của bạn thì cũng rất là dễ gần với cái môi trường bộ đội. Các đồng chí cán bộ cũng như là quân nhân chuyên nghiệp thực hiện cái công tác ở tại trung đoàn thì hầu như là gia đình ở ngoài miền Bắc và công tác tại miền Nam, nên là đối với gia đình thì xa, còn tình cảm đối với các bạn gái mà xung quanh cho cái môi trường công việc, nên là cái việc tìm hiểu nhau thì vẫn còn nhiều cái rất hạn chế. Nhưng mà bạn Hoàn thì có những cái đặc điểm nó rất là nổi trội, đó là bạn là cái văn hóa văn nghệ rất là tốt, đặc biệt là về cái phong trào đoàn cũng như là thực hiện những cái nội dung mà hoạt động bề nổi của đơn vị. Cái này là em nghĩ là rất là phù hợp với những cái công tác đoàn của bạn gái đang công tác. Cũng hy vọng là thời gian tới thì các bạn sẽ có những cái tiến tới với nhau bằng cái tình cảm chân thành nhất. Và xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho đồng chí Hoàng với bạn bên kia gặp mặt nha.
kéo màn lên. Thời gian không gian này là của anh đấy Hoàng. Mời anh. Cố gắng lên nha hai bạn. Em chào cho anh. Chào em. Anh hỏi trước thủ trưởng nhắc tặng quà. Thôi bài. Lo lắng cái bài viết hoài. Đây là món quà mà anh chuẩn bị để tặng em, mô hình. Dạ vâng. Máy bay đang thực hiện nhiệm vụ. Tên gì anh? Dạ có anh ạ. Thật sự là lúc đầu lên đây em nghĩ là em không rung đâu, mà lên đây em rung không tưởng nên có chút quên sạc. Các anh chị làm cùng với em nói cái tính của em thích trẻ con, thế đấy thì rất là hợp với anh rồi. Em muốn hỏi là anh quê ở đâu vậy? Anh ở thành phố Vinh. À, dạ. Anh ở phường Lê Mau, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Em cũng có một chị dâu cũng ở thành phố Vinh. Chị dâu vợ của anh đầu. Anh thì có mợ thôi. Mợ dâu, mợ lấy cầu của anh là người. Thôi bà con, cô bác để sao đi. Rồi mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm thấy mình nữ ngoại hình rất là dễ nhìn, cũng giống với tiêu chuẩn của em. Tính cách thì theo giới thiệu thì đúng là rất là hợp rồi, không em không có điểm gì để mà không hài lòng với mình nữa. Anh có ngại khi em đi dép cao, giày cao quá không ạ? Không, anh không ngại. Đứng lên đo với cổ một cái đi anh. Mặc dù cổ mang giày hơi cao nhưng mà kệ. Hợp. Vừa em ơi, được. Ngon lành luôn. Ngon lành. Anh có thường xuyên lên Sài Gòn không anh? Anh lên thường xuyên luôn. Em làm bên công tác đoàn á, thường là rất là bận. Có khi anh rảnh anh xuống thăm em nhưng em không có thời gian em gặp anh được. Vậy anh có giận không? Không, anh đi về. Tính anh hay lên bất ngờ lắm. Anh lên mà không gặp em ở nhà thôi anh đi về. Anh có thích đi xem phim hay là đi nghe nhạc hay gì đó không? Thường xuyên đi xem. Anh có thích các trò chơi cảm giác mạnh không? Anh chơi được hết. Tương lai của anh định hướng sẽ về Nghệ An sống thì em có đồng ý không? Thì cái này là tùy vào mức độ tình cảm, nếu mà em thấy được thì em sẽ theo mà. Cái đấy vẫn còn hơi xa đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà cái tương lai của anh về quê là bao nhiêu năm nữa? Tính đến nghỉ hưu thì em cũng hơn 20 năm. Trời đó. Ơi là trời. Trời, bây giờ một câu nữa mình cảm nhận như thế nào? Một câu tỏ tình lãng mạn gì đó dành cho bạn gái. Anh rất muốn em sẽ trở thành bạn gái của anh. Em có đồng ý không? Câu đó khó trả lời của anh. Rồi khó trả lời, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Nào, hãy đi đến quyết định. Qua chương trình hôm nay mình cảm thấy các bạn nam trong quân đội có vẻ hơi khó có điều kiện để có bạn gái đúng không? Về quân đội nếu mà còn anh nào khó khăn nữa thì hãy giới thiệu đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Tuần sau, tháng sau mấy anh cứ đưa cả trung đoàn lên đây. Và bây giờ là thời khắc quan trọng dành cho hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm chưa? Được chưa? Hả? Em chưa bấm. Em chưa bấm hả? Vâng. Trời. Lý do tại sao không bấm? Em lúc mà em hỏi bạn gái có sẵn sàng làm bạn gái của em không, bạn ấy cảm thấy lưỡng lự thì chắc là không đúng với tiêu chuẩn của cô ấy. Nhưng mà người ta là phụ nữ mà người em trả lời bằng... Người ta trả lời bằng cái nút bấm chứ. Em có phải là hơi vội vàng quá rồi đó. Anh hồi nãy anh lo đó. Là lo cô gái lo không cô bấm. Gái không bấm. Nói chung là lúc nãy em thấy anh không có chính kiến lắm. Hình như là tuổi anh cao nhưng mà tính tình của anh vẫn chưa được chín chắn lắm. Hàng triệu người đang xem truyền hình, họ sẽ dùng nút bấm đó bấm cho hai bạn ở đây. Tiếc quá. Mặc dù em không bấm nút ngày hôm nay nhưng mà cứ cho là một cái hẹn đi, chắc chắn em sẽ hiểu anh là người như thế nào. Dạ anh ơi, hình như anh mất cơ hội rồi ạ. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ có thể sớm tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Hơi bất ngờ quá. Không hiểu được, trời ơi, sao vậy? Không lẽ anh nhào lên bấm vô mảnh luôn á. Nhưng mà đây là một cô gái rất là bản lĩnh. Cô trả lời rất đúng, anh đã hết cơ hội rồi. Chính xác như vậy. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Để cơ hội tuột qua, chúng ta khó tìm lại được lắm. Thưa quý vị, đây là số lần đầu tiên có sự tham gia của các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.